Trên đường đua, tôi không muốn bị phân tâm. Những cơn nhức đầu đau nhói luôn làm chậm kết quả mỗi vòng đua. Tôi không thể thua cuộc theo cách đó. Tôi cần một liều thuốc tác dụng nhanh. Panadol Extra chứa paracetamol được tăng cường caffeine giúp giảm đau mạnh mẽ lại không gây buồn ngủ. Panadol Extra, sự lựa chọn của tôi. Nếu có thêm dạng sủi giảm nhanh các cơn đau nặng, chống chỉ định dùng Panadol Extra cho bệnh nhân suy gan thận hoặc dị ứng với paracetamol, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.